Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt quý anh chị, đây là dòng xe Mitsubishi Outlander. Dòng xe thuộc phân khúc crossover, gầm cao 7 chỗ, đa dụng cực kỳ ăn khách của nhà Mitsubishi. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2024, em xin được gửi tới quý anh chị và các bạn các chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mitsubishi Outlander. Để cho những anh chị nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu dòng xe gầm cao 7 chỗ đa dụng này thì sẽ có thể nắm được. Với Mitsubishi Outlander thì sẽ có hai phiên bản để quý anh chị lựa chọn, bao gồm phiên bản Mitsubishi Outlander 2.0 Premium và phiên bản 2.0 CVT. Với sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường thì Mitsubishi Outlander này đang cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Ford Territory hay là với chiếc xe Honda CR-V. Nhưng trong cùng phân khúc thì Mitsubishi Outlander được người dùng đánh giá cao bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao và các tính năng an toàn hàng đầu phân khúc. Thì ngay sau đây thì em xin đi vào chia sẻ chi tiết cho anh chị từng phiên bản. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh chị và các bạn thì anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh chị. Anh chị nhé. Đầu tiên em xin chia sẻ phiên bản Mitsubishi Outlander 2.0 CVT. Bản này thì đang có mức giá là 825 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 75 triệu. Cũng như là tặng anh chị gói quà tặng phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại và quà tặng, vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội anh chị cần chuẩn bị cho em là 865 triệu. Trả góp là 233 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 850 triệu. Trả góp là 217 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị cần chuẩn bị cho em là 840 triệu. Trả góp là 199 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh chị có thể tự đi đăng ký, như là tiền lệ phí trước bạ, tiền phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự và chưa bao gồm chi phí đăng ký chọn gói. Hiện tại bên em đang có xe màu trắng, màu ghi xám để có thể giao ngay. Ok, tiếp theo em xin chia sẻ với anh chị bản thứ hai, đó là bản Mitsubishi Outlander 2.0 Premium. Bản này đang có mức giá là 950 triệu. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 80 triệu. Tặng anh chị một năm bảo hiểm kèm gói phụ kiện cơ bản chính hãng của nhà máy. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 999 triệu. Trả góp là 265 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 983 triệu. Trả góp là 246 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị chuẩn bị cho em là 968 triệu. Trả góp là 228 triệu. Với cái bản Premium này thì bên em đang có xe màu trắng, màu đen, màu bạc để giao luôn. Còn các xe màu khác thì anh chị sẽ phải ký chờ. Anh chị cảm thấy phù hợp với mức giá em đang chia sẻ thì gọi ngay cho em vào số điện thoại ở trên màn hình. Vừa rồi em đã chia sẻ rất là chi tiết cụ thể cho anh chị về giá xe, về khuyến mại, quà tặng và tính tổng lăn bánh của tất cả các phiên bản của dòng xe Mitsubishi Outlander ở thời điểm ngày 28 tháng 2 năm 2024. Còn anh chị nào mà muốn có giá tốt hơn, giá cạnh tranh hơn và giá chi tiết thì anh chị vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại ở trên màn hình để em gửi cho anh chị bản giá lăn bánh chi tiết và giá sẽ là cạnh tranh nhất. Còn anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh chị vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn quý anh chị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào các video tiếp theo ạ.